Bí quyết nuôi ruồi lính đen thành công. Ruồi lính đen được xem như một loại ấu trùng có tác dụng sinh học đối với quá trình nuôi trồng và sản xuất nông nghiệp của người dân. Lợi ích của ruồi lính đen có thể đem đến hiệu quả kinh tế cao nên chúng đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo mọi người. Gần đây, nhiều người bắt đầu tìm hiểu về mô hình nuôi ruồi lính đen để tăng thu nhập. Hợp tác xã Hưng Điền, một trang trại nuôi và mua bán ruồi lính đen uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ cùng những người mới nuôi một số lưu ý để đạt được hiệu quả ngay từ lần nuôi đầu tiên. Lựa chọn giống tốt. Phương pháp nuôi ruồi lính đen đầu tiên phải kể đến đó là ở khâu chọn giống. Việc chọn lựa giống khá quan trọng, đảm bảo chất lượng đầu vào về bắt đầu quá trình nuôi. Người nuôi có thể mua giống tại các cơ sở sản xuất giống ở Việt Nam như Hợp tác xã Hưng Điền. Giá thành trứng của ruồi lính đen trước đây tương đối cao, khoảng vài chục triệu đồng 1 kg. Còn hiện nay chỉ với số vốn khoảng 190.000 đồng, tương đương 10 gram trứng bạn đã có thể bắt đầu nuôi ruồi lính đen. Môi trường nuôi đảm bảo hợp vệ sinh, một không gian rộng rãi, thoáng đãng, nhiệt độ phù hợp sẽ là môi trường thích hợp để nuôi ruồi lính đen. Nên sử dụng bùng lưới để làm chuồng cho ruồi sinh sản, tránh ruồi thoát ra ngoài. Một chuồng có diện tích 36 m² có thể thả khoảng 1 triệu con giống, 1 kg kén giống khoảng 4.500 con. Trong chuồng được đặt những thanh gỗ mỏng buộc với nhau bằng dây thun dây rút có khe hở khoảng 2 mm cho chúng đẻ trứng. Loài này hay đẻ trong khe hở nên làm vậy để giống tập tính tự nhiên. Ngoài ra, mỗi chuồng phải có thùng để thực phẩm tạo mùi nhằm kích thích ruồi bu lại sinh sản. Như vậy môi trường là một yếu tố quan trọng cần lưu ý trong phương pháp nuôi ruồi lính đen hiệu quả. Nắm rõ sinh lý và thói quen sinh hoạt của ruồi. Loài ruồi lính đen khá phàm ăn, trung bình vòng đời của một con tiêu thụ hết khoảng 4 đến 5 kg thức ăn. Người nuôi có thể sử dụng các phế phẩm, chất thải trong nông nghiệp, trong chế biến thực phẩm, thức uống của người làm thức ăn cho chúng, vừa tiết kiệm vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường lại hiệu quả. Phương pháp nuôi ruồi lính đen này được xem là giải pháp an toàn cho môi trường. Tham khảo các mô hình chăn nuôi ruồi lính đen khác. Thêm nữa, người chăn nuôi ruồi lính đen cần nên đến các trang trại nuôi ruồi khác để tham khảo cách làm. Chăn nuôi ruồi cần có đam mê, sự tỉ mỉ, kỹ thuật cũng như có sự đầu tư nghiên cứu sâu, thế mới có thể cho kết quả tốt được. Trên đây là những chia sẻ của Hợp tác xã Hưng Điền dành cho những người mới bắt đầu tìm hiểu nuôi ruồi lính đen. Chúc các bạn thành công và giàu cùng ruồi lính đen nhé. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thông tin sản phẩm cũng như tư vấn về ruồi lính đen.